xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với series Vượt Ngục cùng Pixel Gamer. Và đây là Núp. Xin chào. Trời ơi. Xin chào mọi người. Hai tên tội phạm đây. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vượt ngục. Đó, thì thôi không dài dòng nữa. Phần 2 của chúng ta đó là đi tiếp theo cái nhiệm vụ đó là đi thủ tiêu một thanh niên có tên là Moody. Đó, nói chung là đại ca của mình nữa, gọi bảo đi thủ tiêu nhưng mình không biết phải làm như thế nào. Thì lần trước thì bảo vào đây để hỏi thăm đây. Hỏi thăm thanh niên Moody đấy là ai, thế nên là mình bây giờ phải đi hỏi thăm đây Pixel ạ. Pixel ơi, mỗi người chia nhau ra mỗi người một nửa để hỏi thăm đi. Pixel đừng ra đấy. Ok. Pixel sang bên kia đi. Ra đấy là bị bắt đấy. Đúng rồi. Trời, muốn ăn thì tự lấy à, trời khó khăn thế. Ngon thật. Ủa, nào? Người đang mày ăn không ăn, thấy tao ăn sao? Ô, thanh niên này sao đứng đây nhở? Lúc nghĩ rằng là không nên hỏi mấy thanh niên đang ăn đâu, hỏi mấy thanh niên đứng như này này. Đây. Ô, đây rồi. Mày muốn tìm Moody à? Tao biết thằng này nó đang ở khu tập gym. Wow, chú mày đừng có dại mà bay vào đục mặt nó, kẻo không kẻo bị thông chết. Trời ơi. Cái gì đây? Phía sau canteen là kho vũ khí, tao khuyên mày lấy một cái cây 3ZM99 tìm chỗ nào tiện 360 scope nó. No scope nó. Ôi, kinh nghiệm của tao là ôi, lên trên nóc nhà bếp tiện xuống. Ha. Rồi luôn. Có lúc biết chỗ đấy rồi, nhưng mà để tiêu diệt được cái tên Moody đấy thì chúng ta là phải đi tìm một khẩu 3ZM99 và tiêu diệt chúng. Thế nên là đâu nhỉ? Đi ra sau cái khu nhà bếp. Sau khu nhà bếp đằng sau này. Đây, nếu thử ra sau khu nhà bếp là kho vũ khí à? Wow, đây rồi. Đúng rồi, hình như chỗ này mình ra rồi bạn. Rồi. Đây phải không? Chèo thuộc đơn vị nào vậy? Trong đây chỉ có cho tù nhân não cứt thôi. Mày tin tao phá má phải không? Trời ơi. Mày có xuất trình giấy tờ hay không? Xuất trình. Trời ơi, nó không cho mình vào. Sao là miệng xanh lại mặn nha. Nó đang đi tìm cái ấy sao ấy? Nó bắt mình là phải văn phòng nhân viên này tìm danh sách nhân viên. Rồi ok. Có nghĩa là mình không thể vào với cả cái bộ này được. Mà cũng mình cũng kiểu như là không có cái tên ở trong đó. Thế nên là bây giờ mình phải nghĩ rằng là mình phải giả danh một ai đó để có thể vào đấy được. Rồi. Đi tìm văn phòng nào. Bây giờ mình với cả Pixel sẽ đi tìm văn phòng. Đi chỗ nào đây? Đấy nhỉ, văn phòng ở đâu nhỉ? À đây, bên này Pixel ơi, núp nhớ bên này à. Chúng ta sang bên này này. Ồ, trời ơi, chạy một lúc đã đói rồi. Đây bên này mà Pixel đâu rồi? Trời ơi, Pixel đi tắm luôn ạ. Đang đi vòng quanh đây. Thôi mình cần tắm à? Bù giang bê. Để nhà nước ăn đã. Trời, nó đang bị hiệu ứng đói à. Thôi kệ đi. Rồi mình sẽ đi vào đây đã. Trời ơi, tắm rửa gì giờ này? Cái gì đây? Văn phòng nhân viên đây rồi. Ok. Trời ơi, mình cần tắm à. Tới nha. Các bạn ơi. Mình chưa cần tắm bây giờ mà. Pixel đang ở nhà tắm à? Pixel ở nhà tắm à? Nào, cứ tưởng là núp không để ý mình, núp chỉ để ý là cái chữ tắm thôi. Rồi, đây là cái đâu là Pixel rồi. Đây là cái văn phòng nhân viên, thì bây giờ chúng ta sẽ chui vào đây. Rồi, về văn phòng người thân là không. Cái gì phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ. Đây Pixel đứng đây nhá. Ấy cẩn thận đây camera này, đấy. Làm việc thế này. Từ á phòng bảo vệ đó. Phải vào phòng làm việc chứ. Ở đây xem nào. Đây ơi, tủ đựng hồ sơ ấy đây rồi, tủ đựng hồ sơ tù nhân đây rồi, nhưng mà từ đã xem nào. Ê Chèo, cái gì đây? Bà giúp tao một ly cà phê đen đá không đường nhiều sữa ít đá 1/2 ly cà phê thêm miếng muối nữa nha. Cái gì đấy? Trời ơi. À, có nghĩa là mình muốn mở cái tủ kia ra mình phải cho cái tên bảo vệ này ngủ này. Đây, phải pha thuốc ngủ vào ly cà phê của tên bảo vệ này mới được. Ồ, trời ơi, sao phòng công thức chế nguyên liệu rồi. Ôi không được. Tóm lại là chúng ta phải cho tên này ngủ đã Pixel ơi. Đi thôi. Bây giờ phải ra đây pha cà phê này. Ở đây có nước này, mình sẽ lấy rồi một cái cốc nước. Nước nghĩ rằng là xem nào. Đây là cái pha cà phê phải không? Đây rồi. Trời ơi, thông báo các kiểu đấy. Ô, ly cà phê này. Ô, cách pha cà phê đây rồi. Chúng ta sẽ cái gì đây? Bỏ vào cái gì? Bột cà phê. Bỏ bình cà phê vào bàn chế tạo để lấy được bột cà phê này. Sau đó thì cho vào máy cà phê. Nhớ bỏ cà phê vào. Ok, hiểu. Đây, mình sẽ lấy một bình cà phê. Mình sẽ uống cà phê không? Để nước pha luôn cho à. Xong rồi cho uống này. Pha xong lại ngủ luôn đây thì rồi. À, quên mất. Đến lại bắt theo. Rồi. Quên mất là bỏ vào đây. Bỏ vào cái này để chúng ta được bột cà phê. Đó, sau đó thì mình để dưới này, sau đó thả cà phê lên trên. Đó, sẽ được. Thử nha, lúc sẽ mở xem mấy cái này là có cái gì không. Mấy cái này đựng cái gì đây? Không có gì luôn. Ui, Pixel có đâu lại?
ra một đống kiện sơm. À không, từ trước rồi. Bột cà phê này, bột cà phê này. Lúc có rồi, lúc có rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chờ cà phê. Ô, còn thuốc ngủ nữa. Thuốc ngủ mình lấy đâu nhỉ? Phòng làm việc đấy. Ô, rồi được một cà phê à? Ô, ở đây có gì đây? Đây có mạch. Cà phê nóng hổi này. Ở đây có mạch điện này. Ô, ở đây phòng làm việc hình như không có ai. Cẩn thận nhé, đừng động vào đâu nhé. Ôi, ở đây có giường. À, bộ đàm à? Rồi, núp Facebook đấy. À? Ê. Ôi, ông này chơi Facebook này. Trời ơi, mấy thanh niên, mấy thanh niên ở trong này toàn đi chơi mấy cái tào lao thôi. Rồi, mình có nên đốt cái khu này không? Ở đây là cái gì đây? Đây cũng chỉ là ấy thôi. Trong nhà mày. Không lấy được. Rồi luôn. Trong này không có gì, núp nhặt được hai cái tào lao, đó là cái mạch điện và cái bộ đàm, không biết làm gì nhưng mà thôi. Pixel nhặt được một ly cà phê nóng hổi luôn này. Ờ, núp cũng vừa. Không, bây giờ chúng ta là phải muốn cho tên kia ngủ đấy. Chúng ta phải có ấy cơ, phải có thuốc ngủ cơ. Rồi, mình phải đi lấy thuốc ngủ ở đâu đây? Đây, không có này. Nung nghĩ rằng là chúng ta phải... ra kìa. Ây, đừng đi ra thôi, đừng lang thang đây. Bây giờ Nung nghĩ rằng là chúng ta phải đi tìm thuốc ngủ này. Auto tìm thuốc ngủ ạ. Rồi, sân bóng rổ mấy cái này là mình nghĩ không có rồi. Núp nhớ rằng là ở đâu đây Núp có từng mở cửa. Văn phòng nhân viên, văn phòng cái gì ấy? À đây, đây, y tế, đúng rồi. Ôi, à. Phòng trời ơi, đây trời, y tế chắc chắn là y tế, sẽ có thuốc ngủ và thuốc ho phải không? Trời ơi, thuốc đường ruột, hay là mình cho thanh niên bảo vệ này đi đi nhà vệ sinh 24/24 nhỉ? Đúng đấy, thuốc sổ à? Thuốc sổ, à đây là thuốc ngủ đấy rồi. Trời đó, mình bảo không sai mà. Rồi mình chỉ được lấy một ly à đâu, một cái thuốc ngủ thôi. Trời ơi, cồn các kiểu này, thuốc trị cái gì đấy, thuốc trị cảm à? Băng bó y tế thôi, mình làm đúng đi. Chứ mình cho bảo vệ uống thuốc sổ khổ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ pha. Chắc là phải rồi, chúng ta đã nhận được một cái ly cà phê thuốc ngủ. Và bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ kia cho thanh niên bảo vệ uống. Đấy, sau đó thì mình sẽ đột nhập vào cái tủ để lấy được cái thông tin danh sách nhân viên và có thể vào được cái kho vũ khí. Hợp lý đấy. Trời ơi, mình lại ăn bị đói à? Thôi kệ đi, hunger. Ê, Đây, nước cho uống. Đốt đó, mai tao kêu sếp tăng lương cho mày. Trời luôn. Ngủ luôn, trời ơi, thanh niên này nhá. Phát hiện là làm việc ngủ nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ lấy. Job list này, đây là danh sách công việc. Bên này có gì không? Bộ đàm. Bộ đàm B à? Hai cái này nó bộ đàm A, bộ đàm B kìa. Rồi, cứ từ từ đã, chắc chắn là có gì. Cho vì sao cái B. Phòng công thức chế, xem gì không nào. Ở đây. À, mấy cái này là công thức chế TNT ạ. À. Rồi, ok, mạch điện. Ok. Hóa ra là mấy cái này để chúng ta có bộ đàm kia. Đây ra thuộc này, gậy này. Gậy. Gậy thì chúng ta có thể là ba ra thuộc này, ra chéo này. Đây, đúc biết rồi. Nói chung là mấy cái này là chắc là để chúng ta có thể là thoát ra khỏi cái nhà tù ở đây. Thế nên là mình nghĩ rằng là phải nhớ mấy cái công thức này đã. Đó, nút bấm các thứ đây. Nào. Đứng, ok. Đứng xin nghịch ra để Pixel xem nào. Đó, Pixel xem đi. Rồi, rồi thảo nào rồi. Cái bộ đàm này là chúng ta sẽ phải cần. Ok, hiểu. Rồi, đi thôi. Bây giờ mình với cả Pixel sẽ đi nhá. Mình với Pixel sẽ đi. Đây danh sách ở đây có rồi mà. Ở đây là danh sách các nhà tù bên kho quét dọn này. Đấy, hiện tại họ đang ở nhà tắm mà chúng ta sẽ đến nhà tắm nào. Let's go. Mình sẽ cùng Pixel đến nhà tắm. Đây, mình với Pixel sẽ vào nhà tắm. Trời ơi, xem là có thanh niên nào ở đây không. Có ai ở đây không? Đây, bên này. Wow, mấy thanh niên tắm này. Hey, xin chào. Mày không thấy tao đang tĩnh tâm à? Mày. Trời, mấy thanh niên này khó chịu thế. Chứ mày là ai vậy? Tao là Noob đây. Thằng đi tắm, đừng làm phiền tao. Mấy thanh niên vô lý thật, mình hỏi thăm thôi mà. Thằng đi tắm, đừng làm phiền tao. Trời ơi, mấy thanh niên này ra ngoài á. Thằng Michael cho Noob mượn chìa khóa. Cái gì đấy? Phòng số 8 à, cho Noob mượn chìa khóa tủ kìa. Có nghĩa là chúng ta sẽ được lấy một cái bộ đồ. Sau đó chúng ta sẽ đột nhập vào. Rồi ok, hiểu. Tưởng cái gì? Cục xà bông luôn. Cái gì đấy? Cục xà bông à? Lúc này ở đây có một lưu hình này. Đâu? Bên mấy cái xương này. Một lưu hình rồi, ok. Mấy cái này là tí nữa sẽ cần đến đây. Chúng ta cứ lấy đi. Tí nữa lấy xà bông. Cái gì đây? Dễ chịu nhỉ. Mình chỉ còn thiếu cái. Rồi. Cái gì đây? Easy end là cái gì? Trời ơi, chúng ta thử xem nào. Đi tìm cái chìa khóa của Michael là phòng không cái đây, phòng 8 đây rồi. Phòng số 8 đây. Đây. Quần làm việc của Michael đây rồi. Cái cạc làm việc. Thuốc súng đây rồi. Ôi lấy. Hay quá. Lấy cái đấy nữa.
hết rồi. Rồi. Ở đây nó chỉ có một cái thẻ làm việc cũng như là một cái bộ quần áo của Michael thôi, thế nên là Noob nghĩ rằng là Pixel cứ đứng ở ngoài chờ Noob nha. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta không thể nào mà gọi là cắt Pixel mặc quần, Noob mặc áo để vào được. Ok, chúng ta sẽ vào. Pixel sẽ lên trên đỉnh nhà ăn để canh nó trước. À đúng rồi, ngắm đi. Ngắm. Dâu quay nón à, dâu quay nón với sẹo bên mắt à. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua cái khu này đã. Từ đã, mình phải gần đến rồi mình mới mặc, hay là mình mặc luôn nhỉ? Mặc luôn đi. Đâu, điều này phải không? Mặc luôn nhá. Yeah. Cởi quần áo ra và mặc luôn. Đó, các visit đây. Wow, Michael. Xin chào. Ê, chèo. Chèo thuộc đơn vị nào vậy? Trong đây chỉ có cho tù nhân. Cái đấy của tao nè. Hóa ra nó không thấy cái thẻ. Ok, vô đi. Ơi, núp vô được rồi. Ok. Núp vào được rồi. Wow. Ôi, trong này có nhiều bản chế tạo lắm. Ok. Hiểu rồi. Wow, thế thì trong này. Rồi luôn, thế nên chúng ta có thể chế tạo những cái đồ mà chúng ta nhìn thấy ở cái phòng làm việc kia. Ở đây luôn. Wow, trời ơi, súng gì đây? Bây giờ mình sẽ cần đây mới là bàn chế tạo à? Ok, chắc là mình sẽ phải chế ở đây. Từ đã. Mình sẽ đi mở mấy cái giường này xem có gì trong đây không. Ồ, đây là cái phòng mà Pixel thấy. Ui. Đúng vậy, đây có 3 thằng có dâu quay nón rồi. Sẹo bên mắt. Trời ơi, hát đây khủng của 3Z đây rồi. Rồi, ué, có rất là nhiều cái này. Núp sẽ phải dùng súng ngắm qua Pixel ở đây. Pixel không nhìn thấy gì cả. Rồi, đúng rồi. Chắc là đây, 3Z thì chắc chắn ngắm được rồi. Thế là không phải lo đâu. Rồi, tí nữa mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải quay lại đây mất. Ồ, trong này có gì? Không có cái gì luôn. Mình sẽ phải quay lại đây mất. Yeah. Ok. Chúng ta sẽ tìm một cái cách nào đó. Lên đây. Cái gì đây? Nắp cống à? Nắp cống để làm cái gì? Và mình đi về đó. Đó, mình sẽ tìm nắp cống làm cái gì? Làm thuốc nổ ấy. Trời ơi, nắp cống làm thuốc nổ ạ? Đâu? Ở đây có khu màu vàng này. Khu này để làm cái gì đấy? Mình cần phải làm ti để đặt vào bờ lóc màu vàng này thôi. Hóa ra là chế tiên ti để vào đây để phá hủy cái khu nhà kho này, Pixel ạ. Ok. Rồi, nắp cống là làm gì thôi, kệ đi. Cái khu này là có cả nắp cống hay là mình chế... Hình như nắp cống là đặt ở dưới cùng ấy. Rồi, mình không thể mang súng ra ngoài cửa, phải tìm được khác. Rồi, ok, cái đường này là đường chui xuống cống và mình phải đi đường này thì mới có thể là mang súng được ra ngoài. Trời ơi, bảo sao. Cứ tưởng làm cái gì cơ. Rồi, nhiệm vụ của mình bây giờ là nhảy đây, đi tiêu diệt thằng Moody đã, sau tính sau nhá. Yeah. Ok, đi thôi. Wow. Khi đó có cái đây quên. Rồi, bé nước sẽ lên chỗ Pixel và tiêu diệt thằng Moody. Trời, mình toàn thức ăn gì đấy, cá hồi sống à. Thôi ăn đồ sống đi. Khổ. Ê đây các bạn thấy không? Vào tù toàn ăn đồ sống rồi. Không làm nào soi được xem thằng nào, ba thằng dâu quay nón thì. Rồi, không sao. Núp với con mắt tinh tường của Núp nghĩ rằng là Núp sẽ xử đẹp thằng Moody này và chuẩn bị giải thoát chúng ta ra khỏi cái nhà tù này. Trời ơi, khổ thế đấy. Dòng đời xô đẩy. Đã vào tù là còn bị đại ca dọa giết. Ý, bà ZM99 này. Một khẩu huyền thoại. Rồi bây giờ kìa. Đây, chỗ này. Thấy chỗ chưa? Kia để ngắm rồi. Ok. Rồi, chỗ này cao thế. Chỗ này không biết để làm gì đây. Đâu. Giữ xịn. Rồi ok. Wow. Xem nào. Thằng nào dâu. Đây rồi, sẹo bên mắt trái này. Đây, có 3 thằng dâu quay nón như các bạn thấy đấy. Nhưng mà thằng sẹo bên mắt trái chỉ có 1 thằng thôi. Xài lầm rồi. Ôi, quên mất. Đây, bây giờ 100%. Ủa, mày quá, mình lấy. Tưởng chết thi chưa, gì. Chết rồi. À, đây, được coi à. Thôi, về. Rồi. Bạn chạy nhanh lên, không cảnh sát lên bây giờ. Núp lại mặc quần áo lính cai ngục và oai như ai ngay. Rồi, bây giờ mình sẽ và Pixel lại quay về cái chỗ kia để trả nhiệm vụ đã. Gọi cho thanh niên đại ca của mình nhá. Đâu rồi, bỏ vào buồng nào cũng thế thôi. Thưa đại ca, thằng cái gì đây? Nó đã nằm rồi. Tốt. Tôi mong là không có ai biết vụ này. Trời ơi. Bây giờ coi như là xong chuyện. Hay quá, xong rồi. Cái gì đấy? Nhưng mà tao cũng còn có một tí việc muốn nhờ mày. Trời ơi, lại việc nữa à? Tao không nói gì nữa.
trên đường tới nhà giam để thăm mày. Trời ơi, đại ca đến, đại ca Thôn Sơn đến thăm nút luôn đi xem ạ. Tù nhân dây dân. Ôi, có người nhà đến thăm nuôi kìa mày. Tù nhân dây dân, có người nhà đến thăm nuôi kìa mày. Gì đây? Thôn Sơn đang chờ mình trong văn phòng nhân viện rồi luôn. Bây giờ chúng ta lại phải đi quay lại. Đây bên này văn phòng thăm ở bên này, quên mất. Rồi thì chắc có lẽ là mình sẽ phải mặc quần áo tù nhân vào mới vào thăm được. Vì sao lại phải đứng ở ngoài rồi? Ok. Đại ca của Núp khó tính lắm. Vào gặp hai thằng đấy thì mình không thể vào trong cái bộ dạng này được, mình cần phải mặc áo tù để tránh gây chú ý. Ok, hiểu mà. Trời ơi. Thôi Pichel không cần mặc đâu, Pichel cứ đứng ngoài được. Trời ơi, mặc đấy. Ngồi đây. Pichel mặc lại áo kia đi không bị. Mặc lại áo kia đi không, đứng ngoài đấy bị bắt bây giờ. Được rồi. Rồi, phòng thăm người nhân đây rồi. Phòng 02 phải không? Ồ, đây đại ca mình rồi, ngồi xuống đây nói chuyện à. Chào đại ca. Đại ca đến có việc gì vậy? Thật ra thì ta cũng không có rảnh để mà thăm mày đâu. Trời ơi, không có rảnh đâu nhờ. Đại ca đến đây, qua cho mày thôi. Đây là một cái đồng hồ đeo tay. Ui, nó cho mình đồng hồ. À, có hàng. Trời ơi, thằng lại xui mình đi làm bậy rồi. Bây giờ thì mày gửi hàng này. Không gửi đâu. Đây là lần cuối cùng rồi nha bạn. Rồi, Jason. Tao hy vọng là mày thích cái đồng hồ mà tao tặng cho mày nha. Sống và cải tạo tốt. Tao về nha. Bye cool. Cảm ơn đại. Cảm ơn anh. Rồi luôn. Chắc mình phải quay lại khu A để kiếm phòng của thằng Bus. Rồi ok, khu Jama. Lại cái gì đấy Núp? Trời ơi, có nghĩa là Núp đây. À quên mất, trời ơi, Núp quên mất rồi, Núp lại là Núp phải ra ngoài đó. Rồi đi thôi. Ok, Núp sẽ mặc lại bộ này. Trời ơi, thanh niên đại ca của Núp vừa đưa cho Núp một cái đồng hồ và Núp cứ tưởng là lại được tặng quà cơ, hóa ra là lại xúi bậy, xúi làm bậy. Đó là bây giờ chúng ta phải đi tìm cái tên có tên là Bus ở trong trại giam A ngày trước, sau đó thì lại đưa đồng hồ và trong này có gói hàng. Ôi ôi khổ thế. Ở trại giam A thì bên này bên đâu? Ờ đúng rồi đấy. Cải tà quy chính rồi mà. Một khu là khu giam A, một khu là khu giam B mà. Đây khu giam A đây rồi. Cái gì đây? Nhưng mà mình phải ấy rồi, mình phải mặc cái áo đâu nhỉ? Quần áo tù nhân này. Rồi phòng bảo vệ luôn. Phòng vệ này có gì? Rất là nhiều chìa khóa này. Giam A. Tôi nghĩ rằng lúc sẽ vứt cái công thức tiền thì à, phiếu lít này. Không cần. À 101. Rồi. Bỏ con cá ra, cá con cá nắp vào nữa. Lấy một cái chìa khóa nào. Rồi, phòng điều khiển. Ôi lúc vậy trong này nhiều đồ lắm. Hẳn là nhiều đồ á. Mảnh lăng trụ này. À cái này hình như là mình lấy rồi mà. Mảnh lăng trụ rồi các kiểu. Rồi bây giờ mình sẽ đi tìm của gậy này, trong này có nhiều gậy này. Đâu mình sẽ đi đâu ạ? Đâu. Lấy đi. Đó, kho dụng cụ đây. Rồi, đây vào đây mà lấy. Lần trước mình không chắc là mình không lấy cái này, nói chung là lấy hết đi. Thiếu cái gì? Mình lấy đi để mình sau đi kiếm thằng kia. Thằng có tên là Boost ở gậy. Cái này cái gậy này mình cần này, đường dây không biết là gì không? Ok. Nhớ là bạn vào đây để lấy đồ bảo vệ. Pixel vào cái phòng tập đồ lúc chúng ta ra đấy. Thật nha. Ủa trong này có một thằng này. Phòng giam này có người nhưng hao tu vào. Chờ nước xíu. À chúng ta có 7 cây gậy. Thì chúng ta phải chế cái TNT nữa kìa. Bột đêm à. Bột đêm axi ngon à. Ê. À cái nút đây rồi. Hay. Nice. À thấy cái nút đây. Thế chắc là phòng thằng này rồi. Không, nút này để chế ấy mà. Tiền gì á? À, còn chìa khóa là nút cầm rồi, tí nữa yên tâm, khác vào được, không phải lo. Trời ơi, ai lại dùng cái nút đâu. Trong tù là người ta dùng chìa khóa. Rồi, đâu? Đi sao ở phòng nào đây? Cứ đi thẳng vào trong đấy, đi thẳng vào đây. Phòng nào đây à? Đây phòng A010 phải không? Ở đây, bút đây. A010. Rồi, ok, để nút quay lại lấy lại chìa khóa, rồi lấy nhầm. Núp lấy tận đến A021. Đấy, chìa khóa tận ngoài này mà. Trời ơi. Đâu? Phòng bảo vệ đấy. Trời ơi. A010 phải không? A011 rồi. A019.
ơi. À đây, A0 ở đây. Ok. Đơn giản, easy quá nhờ. Lấy chìa khóa là việc của noob, không phải lo. Chứ chúng ta không thể dùng. Tắt hết camera trên này rồi. Tắt đi không, tí nữa chúng nó rảnh hơi chúng nó xem chúng ta đấy. Mở cửa, mở cửa. Rồi, xin chào. Mày làm nó Thompson à? Mày là Thompson à? Ừ, không có gì. Thôi tao đi đây. Cái gì đấy? Mày tính quân ngục à? Wow, thằng này Thompson chắc chắn sẽ không tha cho mày tới cuối đời đâu. Điều. Sao mày biết vậy? Tao chỉ là nạn nhân của nó. Tao bị nó dùng vào tù. Nó buộc tao phải mua hàng của nó, không thì nó sẽ không tha cho gia đình tao. Giờ nó bắt tao phải gửi cốt cho nó. Cái cốt sẽ chuyển toàn bộ số tiền từ ngân hàng của tao hack được. Tao chưa bị bắt. Trong lúc ở trong tù, tao có tạo một để tố cáo tội trạng của nó. Mày biết nó là người nào không? Bây giờ tao hỏi mày. Trời ơi, Pichel ơi, bè thằng Bút đang hỏi Núp rằng là có giúp nó tố cáo đại ca của Núp không? Nhưng mà Núp nghĩ rằng bây giờ mà mình mà tố cáo thì mình chắc chắn là bị gặp họa. Thì à, chắc là không nhỉ? Không đời nào. Không, đúng rồi, không. Đó. Tự lo liệu đi. Trời, mình không dây vào thông sơn thông xiếc gì đâu. Thế đây, NTR24 à? N T T R R 24 rồi. 2 4. Rồi tí nữa mình sẽ bye bye. Sơn tội nha. Bye bye. Về đây. Có Dương này, thằng này có Dương này. Không có gì. Có gì không? Trời ơi, tưởng có gì hot. Rồi đi thôi. Mở ra, mở cửa ra. Mở cửa ra cho năng sớm vào vọng. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình và Pixel sẽ quay trở lại cái khu kia và đi chế những cái đồ. Đấy, đi chế những cái đồ ví dụ TNT để đặt vào kia này. Rồi, nói chung là chế nhiều cái lắm. Đi thôi, đây, ra ngoài là Pixel ơi. Đó, chúng ta lấy đủ đồ rồi mà. Rồi, bây giờ mình nhớ ra rằng là mình phải quay lại đây để lấy thêm cái gia thuộc các bạn. Rồi, gia thuộc rồi, đây. Bởi vì là mình phải cần những 6 gia thuộc mới có thể chế tạo được cái sau này để làm cánh ấy các bạn. Chắc là mình nghĩ rằng là phải dùng để bay ra khỏi cái nơi này. Đúng rồi. Rồi, chứ không có xẻng mà. Có cái cánh thì chắc là chắn là bay rồi, chứ không phải xẻng ở đào hầm. Rồi. À, quên mất. Ở đây mà, khu chế tạo bên này. Quên mất. Pixel chắc lại phải đứng ngoài để núp mặc cái bộ đồ này vào. Ok. Bây giờ mình sẽ vào đây và đặt cái quả bom và quả TNT vào sau khi chế tạo xong. Mặc cái bộ đồ này vào và chúng ta cầm cái cạc visit. Đấy, trời ơi, Michael đây. À, lần này mở cửa luôn, không cần. Úi giời, cái gì ấy? Lần này thấy mình cái là mở cửa luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ chế ở đây, bạn chế tạo các bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ chế tạo trước tiên là cái TNT nhỉ. Đó, chúng ta sẽ cần đến một cái nút này. Sau đó thì đây, thuốc súng ở đây mình có rồi, redstone. À đâu, cái này mạch điện chứ. Đó, bột lưu huynh này và một cái cần cái bộ đàm A2B đấy. Bộ đàm A rồi, quả bom. Sau đó chúng ta sẽ chế cái cánh nào. Mình nghĩ rằng là chế cái cánh thì đây chúng ta sẽ cần chéo ở đây, làm luôn hai cái đi, double luôn đi nhỉ. Không được, nó bắt buộc mình phải một cái một sao. Vô lý quá. Ok, sao một cái chứ làm sao, phải khó khăn. Rồi, tiếp đến là 1, 2, 3. Rồi, cánh này. À đây. Cái này là dùng để bay lượn. Đây mới là cánh rồi. Mình đã chế xong rồi, mình té rồi. À, xuống kia đặt quả bom. Đâu nhỉ? Phải xuống kia nhỉ? Từ đã, xuống. Bây giờ mình sẽ phải xuống dưới đây. Xuống cái khu màu vàng này, mình đặt cái quả bom củ chuối này vào đây. Ở bom đâu? Đây. Đặt vào đây. Rồi, bây giờ sẽ té thôi. Chắc là đi đường chính thôi, bởi vì mình cầm súng đâu. Lần này cầm súng vẫn ra được. Ha, vô lý. Ôi, nó đóng cửa luôn kìa. Chắc là trời sáng nên là nó mới mở đấy. Rồi, sau khi đặt xong rồi, bên mình sẽ cần đến cái cánh này. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái cánh này đấy. Ok. Không cần châm TNT à? Pixel có bật lửa này. À không, từ đã. Trời ơi, Núp nghĩ rằng là Núp đã gài cái bộ đàm A vào cái quả B. Mình Núp chỉ cần ấn bộ đàm B là nổ đúng không? Đúng rồi, nhưng mà từ đã, bây giờ chúng ta phải tìm cái chỗ nào để chúng ta sử dụng cái cánh này để bay qua, bay ra khỏi nhà tù thì chúng ta mới bắt đầu ấn, chứ bây giờ ấn vào đây là thôi bị bắt đấy. Ok. Ăn đã nhờ. Trời ơi, Pixel đâu rồi? Pixel đang đỉnh nhà bếp rồi. Rồi, Núp nghĩ rằng là bây giờ từ đã nha, chúng ta phải đỉnh nhà bếp à. Núp nghĩ rằng chúng ta phải đi tìm một cái khu cao nhất ở đây luôn ấy.
phải nhà bếp không ta? Nhà bếp không? Không, nhà bếp không cao bằng. Có cái khu gì đấy? À đây đây. Khu giam A là cao nhất à? Khu giam B này. Đúng rồi, khu giam B là khu cao nhất này. Nhà bếp vẫn không cao bằng khu giam B luôn. Rồi bây giờ nó sẽ đến khu giam B. Ồ, khu giam B ai vào đây? Rồi, văn phòng nhân viên. Bây giờ mình sẽ phải đến khu giam B các bạn ơi. Cái này là cái gì đây? Bảng thông báo à? Thang máy đã bảo trì. À, cài đặt thêm vài. Ôi, y đã thông báo rồi. Cái này cẩn thận nha, mặc áo tù nhân là sẽ bị ấy đấy. Bởi vì là cái camera này đang nói chung là vừa bị được lắp thêm rất là nhiều cái. Khu giam B. Rồi bây giờ mình hao tù. Cái gì đây? Khu trên lầu có camera bảo vệ vậy. Ok, yên tâm, mình mặc áo lính canh canh ngục đây rồi, lo cái gì. Xuống à. Hey. Rồi thang máy đi. Rồi mình đang chờ thang máy xem nào. Máy xuống chưa? Ở đây có cái thang máy là chắc là chúng ta sẽ lên. À đây rồi, đây rồi. Rồi đây. Ok ok, vào đây pizza ấy. Trời ơi, xịn sò chưa? À. À. Ui, lên chắc là chúng ta sẽ được lên trên cao, khu cao nhất rồi. Được, hay, nice. Mắc luôn rồi. Mắc luôn hả? Không sao. Ui, chỗ này có cả trực thăng mà sao, cái gì đây? Tháp, tháp canh sân thượng. Ồ, cái kìa đó, pizza thấy không? Đây. Lên trên đỉnh luôn, nhưng mà cửa bị khóa rồi, mình lại phải cần chìa khóa. Ở bên dưới mà, ở bên dưới có cái chỗ đầy chìa khóa sao thế? Pizza đứng đấy nhất để nút xuống, khổ thế đấy. Không ngờ rằng mình cũng không để ý rằng là tháp canh phải không? Yên tâm, yên tâm. Cái này à, cái này cái gì đây? Trứng này thấy rơi bị nhiều rồi. À, bây giờ mình sẽ phải đi lấy chìa khóa nè. Ok, mấy cái vòng văn phòng nhân viên này mình không thể vào được đây. Chìa khóa của chúng ta đây. Văn phòng nhân viên, chìa khóa sân thượng, khu giam B. Đây là chắc là đây chỉ có mỗi cái chìa khóa sân thượng này thôi. Chúng ta sẽ lên mở nó và cho nổ TNT xong rồi bay chăng? Chắc là thế thật. Rồi, ta cất cái này đi. Trời, trên tay của nó vẫn đang cầm cái khẩu súng ạ. Lên nào. Ôi, lại bị mắc này. Ai ôi. Trời ơi. Rồi luôn. Nó bị kẹt đây luôn các bạn ơi. Chắc là phải TP lên video rồi. Trời, cái thang máy củ chuối này. Bực thật. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ. Rồi, mở rồi, pizza vào đi, pizza ơi. Come on. Rồi. Wow, chỗ trên này cao lắm này. Bây giờ mình sẽ cùng pizza lên trên này. Lên trên cao. Wow. Ủa, trên này có gì? Wow. Đây vẫn còn cao nữa này. Ừ, cao nữa thì. Cái này gợi ý kéo chậu. Có hai hướng để kéo vào đẩy đi theo đấy. Hao tu. Gì đây? Đâu để nút đọc lại nào. Bây giờ mình phải kéo chậu tùy theo hướng trên dưới, dùng ship để kéo chậu đẩy theo hướng. À ok. À. Khổ. Pizza thử kéo nào. Bây giờ chúng ta phải kéo cái chậu này ra thì chúng ta mới. À đây rồi, đây rồi. Oh. How to. À đây rồi. Đó, được rồi. Trời ơi, mà Mở cửa. How to. Từ pizza ơi, đừng kéo nữa. Rồi bây giờ chúng ta phải cần lại cái cần chìa khóa. Trời ơi. Pizza đừng đùn. Được hai cái ra liền rồi. Oh, chui được vào. À, trời ơi. Được, phải kéo cái này thấy chưa? Pixel bảo mà. Thôi thế bây giờ hao tu kéo này. Pixel kéo nốt cái đấy ra được. Kéo này, nó phải nghĩ phải cần một cái. À đây à. Rồi luôn. Thế là hóa ra kéo được cái này luôn. Có một cái cửa nó bị lấp ở sau cái này. Mình lại không để ý. Khó đấy. Hai thanh niên. Ấy. Không, cái đấy không kéo được. À đây, đúc vào được rồi. Đó, được rồi. Khổ thế. Lên. Gì đây, thang máy đang được sửa chữa à? Ờ, không quan tâm. À, lên đây. Wow. Lên nơi cao nhất chưa? Vẫn chưa à? Úi ôi. Đây. Wow. Máy phát sóng này. Mình cần bỏ bộ đàm B vào để kích hoạt. À rồi ôi, đấy chưa, không chỉ là ấn luôn đâu.
Wow. Bye bye. Boom. Wow. Ôi, báo động, báo động. Tất cả đơn vị 500 anh em cai ngục hãy tập trung tại nhà kho để xem xét tình hình. Đây nếu phải là diễn tập đầu đó nha. Lên. À, nó có cánh để nó bay qua thôi. Phải này đã. Bay thôi, bay thôi, bay thôi. Trời ơi, mình đang ở đâu này? Ôi, không còn đồ gì nữa. Cái gì đây? Mày có biết bớt không? Có. Vào đi đại ca, Thương Sơn đang chờ mày. Trời ơi, sao mình lại không có chân tay thế này? Pixel ơi. Ơi. Pixel đâu rồi? Pixel á, Pixel đang ở chỗ khác rồi, sao lại qua thành phố luôn rồi? Trời ơi. Ôi. Nhưng mà hiện tại là rõ ràng mình đang chạy lịch bịch nè mà không thấy chân tay luôn, chắc là bị lag rồi. Thôi kệ đi. Núp đang ở nhà đại ca của Núp rồi, thế nên là Pixel cứ đứng ngoài đó chờ chờ Núp nha. Rồi. Chắc là Pixel không phải vào nhà đại ca của Núp. Rồi, tiếp tân. Đó, đại ca trên lầu 1 rồi. Núp sẽ lên đây tìm đại ca của Núp để trả cái mã code đã, mã code gì nhỉ? NTR. NTR 24. Ok. Đâu, đại ca đâu rồi? Đại ca ơi, đại ca. Ui. Đại ca. Ui trời ơi. Rồi. Cái gì đây? Cuối cùng mày đã về. Cuối cùng thì mày cũng đã về, Jason à. Mày có làm đúng như những gì tao đã giao chưa? Dạ rồi, thưa đại ca. Trời ơi. Ngồi okay. Lên máy đi và gõ code cho tao. Mày ngồi lên máy đi. Rồi gõ cái code cho tao. Thế thôi hả? Wow, mình lên đây nhập code đã các bạn ơi. Wow, chỗ chuyện này máy tính xịn xò thế. Rồi bây giờ mình sẽ nhập mã, vứt bỏ đĩa vào đây và NTR nhở? Hay là RT nhở? RT sao ấy? NTR TR 24. Thử xem nào. Ô, oh, được rồi. Thưa đại ca. Ui, 69 triệu đô. Trời ơi, 69 triệu đô luôn. Mày làm tốt lắm chứ. Wow. Mày ở tù đúng là trời không ơi. Có dụng. Đợi tí. Tao kêu người. Ây, nút được chia phần thưởng. Những số tiền lớn như thế này thì ui, được chia phần thưởng luôn á. Ờ, cho nút xíu nha, nút mang ra. Xa quá. Tao có đường dây riêng. Tất cả số tiền đều được chuyển một cách bí mật. Ok. Trời ơi. Và đại ca cho em hỏi một câu nha. Boost là người như thế nào vậy? Boost á? Tao nghe là một kẻ xấu à? Kẻ làm xấu mặt mafia bọn tao. Wow, mafia luôn. Tao phải bắt nó trả giá, Jason à. Tao nghĩ mày không nên biết nhiều về nó. Tao sợ mày đau lòng. Ok. Dạ thưa đại ca, tiền có rồi anh ơi. Wow. Tiền cũng đã về rồi. Nè, cái này là phần của mày. Ui, chút được bao nhiêu mày tiền đây? Rất là tốt. Rồi, được 2 cọc. Lo cho vợ con mày đi. Wow. Ui, được 2 cọc là được bao nhiêu đô? Mỗi cọc là 10.000 đô. À, 10.000 đô à? Thế cho Pixel chia ra mỗi... Không, cho chia là chia đôi. Mỗi người 10.000. Ok. Wow. Xong rồi. Trời ơi, hãy về chăm sóc vợ bằng số tiền có. À, xong rồi. Trời ơi, cuối cùng mà mình và Pixel đã giải thoát ra khỏi được cái tù các bạn ơi. Đi đại ca ra tù các bạn. Và mình có số tiền đó là 20.000 đô. Đấy, mình sẽ về chia cho Pixel 10.000 và mình 10.000. Rồi. Mất tay mất chân không biết chào gì. Ok, thì có lẽ rằng là cái series vượt ngục đến đây là kết thúc thôi. Và nếu các bạn yêu thích cái series này, yêu thích cái clip này, yêu thích cái map này do chính người Việt Nam tạo ra thì đừng quên để lại một like cũng như ấn đăng ký kênh của Pixel, đăng ký kênh của Núp nha. Và xin chào, hẹn lại, bye bye. Bye bye.